Rồi, xin chào các anh chị, các nhà đầu tư nha. Hôm nay mình tiếp tục dẫn anh chị đi coi một cái miếng đất lúa nha anh chị. Thì miếng đất lúa này nó thuộc là trung tâm thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Đây, vị trí của miếng đất là từ cái bờ này qua bên cái máy đen đen bên đó đó, cái bờ đó chạy vô. Thì mặt tiền của miếng đất này là được 55m đó anh chị. Và tổng diện tích của miếng đất này nó là 21 công, là 21.000 mét vuông. Thì vị trí mặt tiền của miếng đất á là nó là một cái đường đá xanh nha anh chị. Cái đường này là đường 5m, đường này ô tô mình đi được. Và đây là nó gần trung tâm huyện Tân Thạnh luôn, thì nó thuộc thị trấn. Thì miếng đất này chủ đang kêu bán với giá là 125 triệu một công, là giá chính chủ nha anh chị. Ở đây bên em làm là sẽ không có kê giá, báo đúng giá của chủ. Thì miếng đất là từ đây chạy thẳng ở trong đó khoảng 400 mấy chục mét. Ở đây thì cứ một lô như vậy, nó cứ đều nhau hết. Thì sau cái video này á, anh chị nào mà muốn sở hữu miếng đất này thì liên hệ cho mình sẽ dẫn anh chị đi coi đất nha. Từ cái vị trí miếng đất này mình đi lên Sài Gòn là 80 km, đi ra quốc lộ 1A thị xã Cai Lậy là 35 km nha anh chị. Thì trước miếng đất là nó có mặt tiền kênh luôn. Đây, trước miếng đất là có mặt tiền kênh. Thì mình có thuận tiện cái việc mà lấy nước tưới tiêu đâu. Đó, anh chị thấy nè, con kênh này khoảng tầm từ bên đây qua bên kia là 30 mét, 30-35 mét nha anh chị, kênh lớn. Rồi mình xin tạm dừng video tại đây nha. Anh chị nào có nhu cầu sở hữu thì liên hệ cho mình dẫn anh chị đi coi đất. Anh chị vui lòng đăng ký kênh để ủng hộ mình và để cập nhật cái giá đất mới nhất nha anh chị, giá đất chính chủ.